Rồi, xin chào lớp 1Y. À, xin chào lớp Sunflower 1. Bây giờ mình cùng nhau ôn tập lại những cái nội dung mà mình đã học vào ngày thứ bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023 ha. Thì ngày thứ bảy mình đã học mình học bài review 2 ha. Rồi, bây giờ mình cùng ôn tập lại những cái từ vựng mà mình đã được học ha. Rồi, đầu tiên là âm. Âm e. E ha. E. W. E. B. Web. W e b web w e b web e g egg e g egg e g egg e g egg v e Oh, biết tên lộn. W, E, T, wet. W, E, T, wet. W, E, T, wet. E, N, ten. E, N, ten. E, N, ten. Tiếp theo sẽ là vần et et ha. Rồi et 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 j et jet j et jet j et jet. Tiếp theo nữa là n et net n et net n et net. Tiếp theo sẽ là w et wet w et wet w et wet. Tiếp theo sẽ là p et pet p et pet p et pet. Và tiếp theo sẽ là vần n e n n e n n e n n. Rồi h n hen h n hen h n hen p n pen p n pen p n pen. Rồi ở đây có một số lỗi kỹ thuật ha. Ở đây nó sẽ là vet ha mấy đứa. Vet là bác sĩ thú y. Y ha, rồi đánh vần này ha. V e t vet v e t vet v e t vet v e t vet. Rồi mình cùng đi tiếp ha. E d ed e d ed e d ed r ed red r ed red r ed red b ed bed b ed bed b ed bed. Tiếp tục là vần e h e hip e p hip e p hip hip e p hip. Tiếp theo sẽ là vần e ink ink e ink ink e ink ink
ink. Tiếp theo sẽ là vần âm âm z i p zip z i p zip z i p zip. Tiếp theo sẽ là vần à tiếp theo là i n in i n in i n in i n in. Tiếp theo sẽ là vần ip, nhớ mấy đứa vần ip nhớ p p đấy nha. Rồi i p ip i p ip i p ip i p ip l ip lip l ip lip l ip lip l ip lip t ip tip t ip tip t ip tip t ip tip s ip sip s ip sip s ip sip r ip rip r ip rip r ip rip. Rồi. Và phần tiếng Việt Mr sẽ để bên này nha, mấy đứa nhớ để ý nha. Rồi, tiếp theo sẽ là nội dung ôn tập của ngày thứ bảy ha. Mình sẽ học sát xuất vào mai ha. Rồi, chữ đầu tiên là neck. 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 Rồi, shoulder, 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 shoulder. Chữ tiếp theo sẽ là arm, 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 hand, hand. Hand, hand. Rồi, tiếp theo sẽ là elbow, 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 elbow. Finger, 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 finger. Mấy đứa để ý hai chữ arm và hand nha. Mr vẫn thấy các có mấy bạn nhầm là chữ hand là chữ cánh tay á. À, nhớ để ý nha. Rồi, hôm nay mình sẽ học cái mẫu câu is this your? Is this your? Is this your? Is this your? Và chỗ này các con điền cái số ít vào thôi nha. Điền số ít là không có s à. Ví dụ là is this your finger? Chứ đừng có is this your fingers nha. Rồi, thì câu này nó có nghĩa là cái này có phải là cái gì đó mà các con hỏi á, đó của bạn không? Thì nếu mà các con thì nếu mà bạn hỏi các con á, các con trả lời đúng á thì là các con nói yes it is. Yes it is. Yes it is. Yes it is. Thì nó có nghĩa là đúng vậy ha. Còn nếu mà không phải thì con trả lời là no it isn't. No it isn't. No it isn't, có nghĩa là không phải ha. Rồi câu tiếp theo, mẫu tiếp theo sẽ là are these your? Và các con, ở đây các con phải điền cái số nhiều vô hoa, phải điền fingers vô bao nhiêu nha. Rồi lại ha, are these your fingers? Hoặc là are these your elbows? Ha, rồi thì đọc lại một lần nữa ha. Are these your fingers? Ví dụ Mr. điền fingers vô đây ha. Are these your fingers? Are these your fingers? Chữ này nè, chữ Mr. in đỏ lên đó. Các con nhớ đọc là these, these, these nha. Nhiều bạn đọc đi 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 đó. Rồi, thì cái này có nghĩa là những cái này có phải là những cái ngón tay của bạn không?
Ví dụ bây giờ điền fingers vô đây ha, thì nó sẽ là những cái này có phải là những cái ngón tay của bạn đúng không ha? Và khi bạn hỏi các con đó mà các con trả lời là có thì các con sẽ nói là yes they are ha, đúng vậy ha, thì các con trả lời là yes they are, yes they are, yes they are, yes they are. Còn nếu như mà không phải thì con sẽ trả lời là no they aren't, no they aren't, no they aren't, no they aren't, có nghĩa là không phải ha. Rồi xuống này ví dụ ha, is this your neck, đó thì sẽ là đây có phải là cái cổ của bạn không, thì bạn của Mr hỏi Mr vậy, thì nếu mà đúng á thì Mr sẽ là yes it is, còn nếu mà không phải Mr sẽ trả lời là no it isn't, nhớ nha, điền số ít vô đây nha. Rồi tiếp theo bạn Mr muốn hỏi là hai cánh tay của Mr đó, thì bạn Mr sẽ hỏi là are these your arms, are these your arms, are these your arms ha. Thì đây nhớ là số nhiều nha, và cái này đọc là these đó, thì bạn của Mr hỏi là đây có phải là hai cánh tay của bạn không, thì nếu mà Mr đúng á thì Mr trả lời là yes they are, yes they are ha. Còn nếu mà không phải là Mr sẽ trả lời là no they aren't, no they aren't, no they aren't ha. Rồi rồi tạm biệt các con nhớ về nhà xem video học học thuộc từ vựng và luyện tập về cấu trúc nha, nhớ làm cái tờ giấy đó nha. Rồi bye bye mấy đứa.